Tiny, coming in. Mang linh hồn của một tảng đá kể từ khi bước vào đời, nguồn gốc của thạch nhân Tiny là một bí ẩn mà hắn không bao giờ ngừng thắc mắc. Có thể hiện tại hắn là một người đá khổng lồ, nhưng trước đây hắn từng là gì? Một mảnh vỡ từ gót chân Golem hay mẩu đá vụn bị quét khỏi một xưởng điêu khắc tượng Gargoyle? Cũng có thể, Tiny thực ra chỉ là một mảnh vỡ rơi ra từ vùng Oracular Visage của núi Gathos. Sự tò mò mãnh liệt này đã thôi thúc hắn, khiến hắn ngao du khắp thế giới không ngơi nghỉ để tìm về nguồn cội, đấng sinh thành và đồng tộc của mình. Trong cuộc viễn du không có hồi kết, Tiny ngày càng trở nên to lớn và nặng nề hơn. Những tác nhân thời tiết, thay vì bào mòn đi đất đá trên bề mặt, lại khiến Tiny ngày càng phát triển và trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với Meme Studio. Như tựa đề của video ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với Hero Spotlight của một nhân vật mà chỉ nghe tên là biết ngay đam mê của nhiều dân chơi phê lú, Tiny. The road ahead looks rocky, but that's all right with me. Tiny, the Stone Giant. Cái tên nghe có vẻ thật kỳ cục với một hero bé tí hon như thế này. Dẫu nhỏ bé, nhưng theo thời gian, Tiny sẽ bỗng chốc trở thành một gã người đá khổng lồ với sức mạnh của một quả núi. Cùng với combo khủng bố của mình, Tiny có thể trở thành một siêu ganker cực khủng hay nỗi áp lực nghẹt thở trên đường đấu. Tuy nhiên, Tiny cũng có những nhược điểm chí mạng, chủ yếu xoay quanh sự chậm chạp và thô kệch. Kỹ năng cơ bản đầu tiên của Tiny có tên gọi Avalanche, đá lở. Tiny oanh tạc một khu vực bằng đất đá trong một khoảng thời gian, làm choáng và gây sát thương phép lên kẻ địch chúng phải, dồn dập theo nhiều đợt. Là kỹ năng với sức oanh tạc khá lớn, giúp Tiny tấn công từ một khoảng không quá xa với tầm ảnh hưởng rộng. Thời điểm giữa và cuối game thì Avalanche sẽ giúp Tiny dọn quái và thủ nhà khá khỏe. Tiếp theo là Toss, tung hứng. Tiny tóm lấy đơn vị gần nhất trong bán kính 275 xung quanh mình, bất kể địch ta, và ném nó tới một đơn vị khác để gây sát thương phép lên vị trí chỉ định. Nếu đơn vị bị ném là địch, thì chúng sẽ bị nhận thêm 30% sát thương. Mục tiêu có thể ném tới bao gồm cả Rune và Roshan. Các công trình sẽ không thể bị ném, nhưng sẽ nhận 33% sát thương khi một mục tiêu nào đấy bị ném xuống bên cạnh. Mặt khác, đối với những đơn vị đang bị ném bởi Toss, Avalanche có thể gây tới 3 lần sát thương. Toss là một kỹ năng khá thú vị của Tiny, có thể giúp bạn phân biệt giữa một người chơi đá hay hoặc chỉ thích bóp đồng đội. Bên cạnh đấy thì Toss cũng là kỹ năng mang lại rất nhiều hữu ích trong những cuộc giao tranh, chẳng hạn như khi bạn muốn hủy bỏ trạng thái dịch chuyển hay là vận phép của đối thủ. Axe's taunt is awesome. Thrown in with the free blink dagger from Tiny. And Culling Blade for the finish. Batrider gets a free blink dagger. Flaming Lasso and Avalanche, no survivors. This one's really quite good fun, because sometimes Sand King doesn't have his Axe and the blink dagger in time. Well, now he does. Here comes Slaughter. Comes in, smashes the ground. Everything's beautiful. Legion Commander needs a blink dagger, starts a duel, and Avalanche from Tiny makes sure that she wins that duel. Ever in Dota 2, and that's Tiny in Centaur. Throws in, stomps. Avalanche to Tiny in IO. Whether it's overcharge with his growth, or just a good old-fashioned throw and nuke, they're an excellent pair. Kỹ năng thứ ba của Tiny có tên gọi Tree Grab, quăng anh cái cây. Tiny bật gốc một cái cây được chỉ định và dùng nó để táng lên đầu kẻ địch. Cầm cây giúp Tiny tăng tầm đánh, nhưng đồng thời cũng khiến Tiny di chuyển chậm đi một chút. Đòn đánh từ Tree Grab xuyên miệng phép và gây thêm sát thương lan ra mọi kẻ địch trong tầm đánh. Sau khi dùng Tree Grab, kỹ năng này sẽ xuất hiện thêm một tương tác phụ có tên Tree Throw, cho phép Tiny ném cây để gây sát thương vật lý lên một đơn vị ở xa. Thời gian hồi chiêu của Tree Grab sẽ bắt đầu đếm ngược khi cây đã được ném đi. Với việc nâng cấp Arcanim Scepter, Tiny sẽ có thêm kỹ năng mới với tên gọi Tree Volley, mưa cây. Đây là một kỹ năng vận pháp và xuyên miệng phép,
cho phép Tiny ném một loạt cây ngẫu nhiên ở gần mình về phía khu vực chỉ định, đồng thời gây sát thương đòn đánh lên mọi kẻ địch trong đấy với mỗi cây được ném. Cuối cùng, Ultimate của Tiny, Grow, tăng trưởng, là một kỹ năng khá đặc biệt và có phần khác xa so với đa số Ultimate trong Dota 2. Là kỹ năng bị động, cho phép Tiny hấp thụ sức mạnh đất đá để tăng trưởng, khiến sát thương đòn đánh và giáp tăng lên, nhưng đồng thời tốc đánh cũng bị giảm đi. Sau đây là các thông số trên cây tiềm năng của Tiny. Ở level 10, có thể chọn giữa cộng 25 sát thương hoặc cộng 15 tốc chạy. Ở level 15, cộng 80 sát thương chiêu 1, Avalanche hoặc cộng 325 máu. Ở level 20, Toss không cần mục tiêu địch hoặc cộng 16 điểm sức mạnh. Ở level 25, 3 lượt dùng Toss hoặc trừ 7 giây hồi Avalanche. Nói về hướng tăng kỹ năng thì trong một video hướng dẫn 5 phút một hero, Meme đã từng giới thiệu chi tiết cách chơi Tiny theo phong cách đảo đường sau bot 4. Bởi đây cũng là một cách chơi khá phổ biến của Tiny, nên trong video này thì bà Meme sẽ chỉ nói qua về cách nâng điểm cho Tiny. Còn chi tiết điểm mạnh, điểm yếu cũng như cách lên đồ, tất cả sẽ nằm trong chiếc link bên dưới phần mô tả nhé. Nhìn chung, Tiny phong cách ganker như thế này, chủ yếu gây sát thương nhờ combo bá đạo, Avalanche và Toss. Chính vì thế đây cũng là hai kỹ năng ưu tiên nâng max đầu tiên. Về chiêu 3, Tree Grab, thì kỹ năng này chỉ có tác dụng khi Tiny được đầu tư thêm sát thương vật lý, còn không thì thời điểm đầu nó sẽ khá là phế. Ultimate Grow vẫn đang đúng cấp độ. I think this is it, unless Raging, who has been doing... You gotta toss him back twice into the fountain. Someone needs to be in the fountain. Oh, Savage! He is in the fountain now, but he has Aegis, and he will just jump out with the Abyssal. Still, Ghost Form up for Yopage. He'll go for another toss back into the fountain again. Savage is gonna lose the Aegis. Is this how they turn it back around, Neon? Savage, how do you survive this? He's by himself right now. He's just getting tossed back further and further. Savage, in rage, tries to jump out. He can't lose the Divine. He'll try to TP. No, he does lose the Divine. It is gone. Tiếp theo về phần counter. Với bộ kỹ năng gây sát thương diện rộng khủng như Tiny, thì dĩ nhiên là đám hero thích con đàn cháu đống như Nature Prophet, Broodmother, Naga Siren hay thậm chí là Meepo cũng hơi bị rén với sự xuất hiện của anh chàng thạch nhân ở đấy. Mặt khác thì những gương mặt vàng trong làng bánh bèo, nhất là nhóm hero chuyên bán máu gánh tim như Crystal Maiden, Keeper of the Light, Io, Ancient Apparition thì chỉ cần một combo Avalanche và Toss là đủ lên bảng ăn cá luộc rồi. Kế đến, tủ đồ của Tiny có gì hot? Majesty of the Colossus là một set đồ cực ấn tượng chỉ dành cho người chơi đạt cấp độ 255 của Battle Boss TI9, thay đổi toàn bộ diện mạo của Tiny cũng như hiệu ứng kỹ năng Avalanche. Ngoài ra, một số thông tin thú vị khác về Tiny. Câu nói Tiny Smash vốn được lấy cảm hứng từ câu nói của Hook, một nhân vật khá nổi tiếng trong vũ trụ Marvel. Sau cùng thì trước khi kết thúc video lần này, Meme mời anh em chiêm ngưỡng một số concept khá thú vị của anh chàng thạch nhân này nhé.
Ok, comment bên dưới phần bình luận cho tụi mình biết hero tiếp theo anh em muốn lên sóng like nhé. Và đừng quên like, share và subscribe cho MMA Studio bởi vì nó free nha. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.